Kính thưa chư quý vị, thì tiếp theo thì trong cái phần trả lời câu hỏi thì cũng có một đồng đạo gửi tin hỏi chúng tôi trong cái phần bình luận các cái bài thuyết chúng tôi đó, thì nhờ chúng tôi giải nghĩa dùm những cái cụm từ năm non bảy núi. Và đồng đạo còn nói thêm thì giờ này thì nghe nhiều người nói tức là nó không chuẩn về những cái địa danh, những danh từ của năm non bảy núi, cho nên thì giờ này thì muốn chúng tôi nhắc lại. Thì tôi cũng có nói vấn đề này nhiều lần rồi, nhất là khi mà thuyết giảng về cái đề thờ phượng lễ bái đó. Bởi vì cái vấn đề này thì trong toàn bộ sấm thi đức thầy có biết chúng tôi mới nói, còn những điều nào thầy không dạy tôi không dám nói. Tức là thầy có dạy trong cái bài nguyện, tức là bài quy y đó, tức là lai con nguyện đó, thì trong đó có các vị sơn thần, các vị năm non bảy núi. Vì vậy cho nên người tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo thì khi mà cuốn lại đó, mà nếu đồng đạo có lưu tâm thì nhất định chúng ta có suy nghĩ đến cái từ năm non bảy núi. Và khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì mình sẽ tìm hiểu nhiều cái nguồn sách, thì có những sách thì chính thống thì nói đúng, và bên cạnh đó cũng có nhiều cái nguồn nó không được chính thống rồi, hoặc là nghe đồng đạo truyền khẩu lại, cho nên thì cũng có những cái mà nó hơi bị dị biệt. Do đó thì hôm nay chúng tôi cũng nói theo cái hiểu của mình, căn cứ theo sách, theo những người đi trước. Bởi vì cái khái niệm của năm non bảy núi thì xin thưa quý vị là nó có trước khi Đức Thầy chúng ta ra đời, mà nó có ngay ở vào giai đoạn của Đức Phật Thầy Tây An, mà đây cũng là cái tên gọi được chính quyền An Giang ngày xưa công nhận đó. Thì theo tôi biết rằng ở trong cái vùng Thất Sơn đó, thì chúng ta thấy hiện nay nói về cơ sở hành chính đó, thì nó rơi vào cái huyện, hai huyện tức là Tịnh Biên và Tri Tôn. Thì bảy núi nó nằm ở hai cái huyện này, còn năm non thì nằm trên một cái núi tức là Thiên Cẩm Sơn, núi Cẩm. Vậy thì trong cái vùng Thất Sơn thì thật ra chúng ta biết nó nhiều núi lắm, có thể nói là mười mấy chục cái quả cái núi đó, nhưng mà đặc biệt trong đó chỉ có bảy cái núi thôi được liệt danh vào cái vùng Thất Sơn, còn gọi là Thất Sơn Mầu Nhiệm, theo cái tinh thần của Bửu Sơn Kỳ Hương, tức là Đức Phật Thầy Tây An ra đời khai đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì vì biết rằng nghe cái tên này chúng ta biết rằng là núi báo có mùi thơm lạ đó, là cái tựa của Bửu Sơn Kỳ Hương, là núi báo có mùi thơm lạ. Thì để sau này thì có dịp thì tôi sẽ trình bày thêm các cái bài thi phán phủ về Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Thầy viết ở cuối, tức là cuối quyển nhất và như là cuối quyển nhì, hai bài đó. Thì bảy núi thì chúng ta tuần tự ở ngoài Châu Đốc mình chạy vào, thì khi tới thị trấn Nhà Bàn của huyện Tịnh Biên, thì cái núi đầu tiên bên tay trái chúng ta nhìn đó, thì núi này gọi là núi Két, gọi là Anh Vũ Sơn. Thì núi này, Anh Vũ Sơn này, tức là có một cái hình mỏ két. Ngày xưa thì chỉ có một hình mỏ két thôi, còn ngày nay thì có thêm gọi là mỏ két số 2. Thì đây là chúng ta đặt tên thôi, nhưng thật ra là tôi thấy là cái này đã có từ xưa rồi, nhưng mà do gì chúng ta không quan tâm á ở Phước Lấp, cho nên thì sau này thì được mọi người quan tâm đến chỗ này, cho nên thì nếu nói ở Anh Vũ Vũ Sơn thì nó có đến hai mỏ két. Mỏ két 1, mỏ két 2. Thì có người lại nói là mỏ két hiện, mỏ két ẩn, không phải, tức là hai cái này hiện hết, không phải ẩn. Nhưng có khác với nhau ở cái chỗ hình thức. Tuy nhiên thì cũng đều có một cái hình thùng nó giống như mỏ két. Thì khi nói đến đây thì chúng ta cũng phải nói là mình mừng quý vị. Bởi vì ở Việt Nam thì có anh Vũ Sơn, tức là núi két. Còn ngày xưa thì ở bên Ấn Độ thì có Linh Thú Sơn, tức là có một cái núi hình giống như con chim thú, khứ hoặc thú giống nhau. Thì cái này nó cũng có cái trùng hợp nha. Tức là đây là những cái vùng địa linh, gọi là địa linh sinh nhân kiệt đó, mà thầy đã dạy là khí thiên liên sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng giang muốn bể. Thì đây là cái vùng địa linh. Thì bên Ấn Độ thì có Linh Thú Sơn, mà đặc biệt là Đức Phật là truyền cái ngôi tổ đầu tiên, tức là cái sự kiện gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu, thì ở tại Linh Thú Sơn, núi Linh Thú đó. Chỗ này thì phải nói rõ là có hình của chim, con chim khú hoặc chim thú, còn ở chúng ta thì có núi két. Thì đặc biệt là núi két là Đức Thầy có đặt chân đến đây, nó cũng mang một ý nghĩa quan trọng lắm. Đức Thầy đặt chân đến đây, và đặc biệt Đức Thầy có sáng tác cái bài Diễn Ngôn Két, dạy hỡi chư thần mau nói gót, theo Thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm địa đầu ha, rất là quan trọng mà chúng tôi đã có nói rồi. Chúng ta ngó về bên phía tay phải, ở ngoài nhìn vào thì có một cái núi thứ hai, thì núi này thấp thì gọi là Ngũ Hồ Sơn, chúng ta thường gọi là núi dài năm giếng đó. Thì chắc quý vị có đi đến để giếng tức là cũng nằm ở khu vực của thị trấn Nhà Bàn,
phía bên tay phải bên cái quốc lộ 91A. Và chúng ta đi sâu vào bên trong thì cái dãy núi hùng vĩ thì gọi là Thiên Cẩm Sơn. Tức là nếu mà nói về từ ngữ đây là núi gấm trời, cái tiếng nó tốt như vậy đó. Nhưng mà sau này thì có cái tục gọi là núi cấm. Vậy thì tại sao gọi là núi cấm? Thì sẵn đây tôi cũng trình bày luôn vấn đề này theo sử lược để lại. Như vậy thì theo sách sử để lại cái từ núi cấm ở đây thì có thể chúng ta hiểu ở ba cái sự kiện. Sự kiện thứ nhất tức là xuất phát từ vua, tức là vua Gia Long gọi là Nguyễn Phúc Ánh đó, mà tục gọi là vua Nguyễn Ánh. Thì sau khi Nguyễn Phúc Ánh bị bại trận với Tây Sơn, lúc bây giờ mới về phương Nam để lánh nạn, thì nghe đâu là vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh thì lên núi cấm. Cho nên ở đó hiện giờ nó còn một cái di tích là ở chỗ mà cái kiếm của vua Gia Long cắm xuống ở kế cái tức là ở Dù Thiên Tế đó mà. Thì được biết rằng khi vua vào núi cấm, vua ẩn thân, cho nên lúc bây giờ vua mới ra lệnh là cấm không cho người dân lên đây, tức là để bảo vệ cái sự an toàn của vua. Cho nên lúc bây giờ mới có một cái tên là núi cấm, tức là cấm không cho mọi người đến đây. Bởi lúc bây giờ với cái sự truy sát của Tây Sơn, cho nên thì vua đến đây ẩn thân để trốn. Thì đó là một cái giai thoại thứ nhất. Cái giai thoại thứ hai thì Đức Phật Thầy Tây An, đây là theo lời thuật lại Đức Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An mới nói với các môn nhân đệ tử rằng đó, ở núi cấm tức là Thiên Cẩm Sơn đó, thì sau này nơi này là cái nơi phải nói rõ là trung tâm, cái nơi này có đền vàng điện ngọc, cho nên ngài cấm không cho đệ tử của ngài lên trên núi này, tức là để bảo vệ cái đền vàng điện ngọc sợ bị ô uế. Thì điều này chúng ta thấy rất rõ, đấy, thầy cũng nhắc rồi, tức là lầu đài núi cấm lộ nay mai, hay hoặc là rừng lâm cây đá thấy ngày nay đó, mà ruột năm non có các đài. Vì vậy cho nên cái ý thứ hai này Đức Phật Thầy muốn nói rằng đó, cho nên sợ chúng ta đến đó rồi nó quấy nhiễu đi cái vùng linh thiêng, cho nên Đức Phật Thầy mới cấm không cho đệ tử đến đó. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai. Và cái thứ ba nữa là gì? Bởi vì lúc xưa vùng núi cấm rất là hoang vu, rất là nhiều thú dữ, cho nên lúc bây giờ chính quyền địa phương mới sợ người dân mà lên đây đó thì bị thứ vũ, bị các loài thú dữ nó làm hại, rồi thêm là sơn tặc giặc giả, nói chung mọi thứ trên đó, cho nên lúc bây giờ chính quyền mới cấm không cho người dân đến lên núi này, cho nên từ đó mới có cái danh từ là núi cấm được trải dài đến ngày nay. Thì tôi đưa ra ba cái khái niệm đó, tức là ba sự kiện đó, thì đồng đạo suy gẫm thì ba sự kiện đó nó liên quan đến từ núi cấm. Thì thật ra cái ngọn núi thứ ba này đó cũng là một cái ngọn núi cao nhất trong vùng Thất Sơn đó, thì ngọn núi này gọi là Thiên Cẩm Sơn, là núi gấm trời đó. Rồi chúng ta đi sâu luôn cả vào Truy Tôn, qua khỏi chợ Truy Tôn thì đến cái ngọn núi thứ tư, tức là ngọn núi này gọi là núi Cô Tô đó. Thì núi này nhìn xa xa có hình con chim phụng, gọi là Phụng Hoàng Sơn. Rồi chúng ta trở về hướng Ba Chúc, tức là trở về cái hướng về hướng tay phải đó, thì chúng ta phát hiện thêm một cái ngọn núi gọi là Thủy Đài Sơn, tức là ngọn núi thứ năm, tức là núi nước. Rồi kế đó lại có Liên Hoa Sơn, tức là núi tượng, và kế đó thì có tức là Ngọa Long Sơn đó, gọi là núi dài và dạng liên giống như con rồng nằm. Thì đó là cái địa danh của bảy núi, bảy ngọn núi. Thì trong vùng Thất Sơn ở hai cái huyện ở Tịnh Biên và Tri Tôn thì có rất là nhiều núi, tuy nhiên thì ở đây chúng ta chỉ nhắc bảy cái núi đó thôi, tức là theo cái từ Thất Sơn. Rồi cái thứ hai nữa là năm non, tức là hôm nay chúng ta nguyện các vị sơn thần, các vị năm non bảy núi đó, thì các chúng ta nguyện những cái vị mà đang hiện giờ được sắc lệnh của Ngọc Đế trấn giữ các cái vùng này để bảo vệ đó. Đấy, thì đó là bảy núi. Còn năm non tức là năm cái vồ đá, là năm cái chõm đó ở trên núi cấm. Thì khi nói đến đây mới là một cái điều mà đồng đạo đang băn khoăn đây, bởi vì có nhiều người nhầm ở chỗ này quý vị. Nếu như mà không có tìm hiểu, chúng ta rất là dễ nhầm khi mà chúng ta lên Thiên Cẩm Sơn gặp nhiều cái vồ đá, nhiều cái chõm lên rồi người đời đặt tên thấy thế này thế khác, là chúng ta nhiều khi mình nhầm. Như vậy thì nó cũng giống như ở dưới này có nhiều núi, nhưng mà có bảy cái núi trong Thất Sơn thôi. Còn khi mà chúng ta lên núi cấm thì có rất là nhiều cái vồ, rất là nhiều cái non nhỏ trong đó, nhưng mà đặc biệt là chỉ có năm non thôi, chỉ là còn số 7, còn số 5. Một lát tôi sẽ bàn về con số 5, con số 7 nè, có đồng đạo. Như vậy thì cái non mà cao nhất ở trên gọi là Dù Bù Hông. Thì theo tục truyền là trước đây đó, những năm trước đây thì nơi đây Bù Hông lên rất là nhiều quý vị, rất là đông.
tức là bồ hông không à, cho nên người ta đặt cái tên là rùa bồ hông đó. Thì đây là cái non cao nhất này. Thì cái non kế tiếp thấp hơn một chút là cái non này gọi là vồ đầu. Tại sao gọi là vồ đầu? Bởi vì ngày xưa người ta phát hiện cái vồ này đầu tiên nhất, cái non này đầu tiên nhất, cho nên đặt tên là vồ đầu. Rồi đi xuống một chút ở ngay chùa Phật Lớn nha, thì cái non tiếp theo là gọi là vồ ống bướm, tức là cái này còn gọi là hang gió. Ngày xưa thì có một hang gió, không biết gió đâu mà từ ở trong cái lòng núi nó thổi ra. Sau này thì sợ cái sự an nguy, tức là nguy hiểm đó, cho người dân đến đây để du lịch, người ta mới lăn liếp cái hang gió này. Chứ thật ra ở cái vồ ống bướm nó có hang gió. Và tại sao lại có cái tên là ống bướm? Bởi vì cái chỗ này là cái chỗ ngày xưa là có hai vị ở đây tu, gọi là ông Voi và ông Bướm. Thì nó đặc biệt là hai ông này, mà nếu nói theo cái dân tộc của Thủy Chân Lạp, ta coi hai vị này giống hai vị Phật sống vậy. Bởi vì theo sử sách cho biết rằng vào năm 1843 đó, thì lúc bây giờ vì nghe theo cái lời của Simla đó, cho nên thì hai vị tướng của Thủy Chân Lạp, tức là một là tướng Voi, hai là tướng Bướm, là ông Voi ông Bướm đó, mới dắt quân ra xâm chiếm đánh lấy cái Láng Chái. Láng Chái là vùng An Giang chúng ta giờ này là gọi đó gọi Láng Chái. Vì vậy cho nên lúc bây giờ thì Mai Thai thì có tức là Đức Quảng Cơ Trần Nhân Thành. Thời điểm này Đức Quảng Cơ Trần Nhân Thành chưa quy theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương năm 1843, bởi Đức Phật Thầy ra đời năm 1849 ông mới quy. Lúc bây giờ là Đức Cố Quảng, tức là Trần Nhân Thành đang đóng quân ở núi Tô á, thì mới là ngăn chặn và dẹp cái đám quân của ông Voi và ông Bướm. Cho nên lúc bây giờ thì hai người này ở Thế Cô, và cuối cùng thì lúc bây giờ buông gươm luôn và lên trên núi Cấm ở ngay cái vồ đó đang tu. Thì để chính vì vậy cho nên hai vị này tu ở đó mới gọi là ông Voi và ông Bướm. Và theo cái dân tộc của Thủy Chân Lạp lúc bây giờ họ coi hai vị này giống hai vị Phật sống này, cho nên thì mới có một cái tên của cái vồ ông Bướm. Rồi chúng ta đi xuống một chút, kế ở cái chỗ mà cái sự kiện của vua Gia Long đó, tức là Nguyễn Phúc Ánh đó, thì chúng ta có cái vồ gọi là Thiên Tế. Bởi vì nghe tục truyền thì ở đây Thiên Tế mọc rất nhiều ngày xưa nên có vồ Thiên Tế. Thì đó là bốn non, thì bốn non nằm ở đó. Còn một non cuối cùng là gọi là vồ Bà. Thì cái non vồ Bà này đồng đạo nhớ nó có hai tên nha, trong sách thì gọi là vồ Bà, nhưng mà nó còn một tên thứ hai là vồ Chư Thần. Vồ Chư Thần là vồ Bà đó. Thì cái vồ này chúng ta phải đi xuống chùa Phật Nhỏ, chúng ta đi vòng lên chùa Phật Nhỏ, chúng ta đi vòng vậy nè, đi vòng lên cái ngọn cao nhất ở bên cái ngọn núi bên chùa Phật Nhỏ đó, bên phía Phật Nhỏ, thì đó là mở là cái vồ Bà đó, đó là vồ Chư Thần. Tại sao vồ Chư Thần? Bởi vì ngày xưa cái vồ nó linh lắm đồng đạo. Vào cái thời kháng chiến chống Pháp đó, khi mà các cái vị mà lên đây mà ngủ đó, ngủ trên cái vồ này thì sáng là bị dời xuống dưới, tức là dời xuống bị dưới đó chứ không phải là gì, dưới chân núi nha, dời xuống dưới đồng bằng, cho nên linh lắm. Rồi theo biết rằng khi mà Mỹ nó dội bơm đó, thì đặc biệt cái vồ này nó dội bơm không nổ, cho nên người ta mới cho là đặt tên cái vồ Chư Thần, có các chư thần linh lắm. Chứ thật chất ra cái tên ở trong sách đó là vồ Bà. Vì vậy cho nên hôm nay khi mà chúng ta đi viếng ở trên núi Cấm đó, trên Thiên Cẩm Sơn đó, mà mình đi xuống ở cái đường Phật Nhỏ, đi cái đường Pháp Binh đi xuống đó, mà nữa, tức là một đoạn xa xa có một cái vồ rất đẹp để là vồ Bà đó, thì xin thưa nó không phải, không phải vồ Bà chứ, đó là do người ta đặt tên thôi, mà ở còn nhiều chỗ khác đặt tên gì vậy đó. Do vậy cho nên là chúng tôi chỉ nói về cái năm địa danh, cho nên cái lưu ý nhất quý vị nên nhớ tôi ở chỗ vồ Bà là vồ Chư Thần đó, nằm ở chùa Phật Nhỏ đi lên chứ không phải nằm ở bên cái dây của chùa Phật Lớn nha. Thì đó là chúng tôi đưa ra năm non. Như vậy thì tại sao lại có một cái khái niệm là năm non bảy núi? Vậy thì con số 7 này, con số này tượng trưng cho dương. Bởi vì trong sách cho biết rằng thủy bắc tại thâm, hữu long tắc linh, sơn bắc tại cao, hữu tiên tắc danh. Có nghĩa là sông không cần sâu, mà nếu sông nó có rồng thì sông đó là, tức là sông gọi là sông linh thiêng. Núi không cần cao, mà nếu núi đó mà có tiên Phật ra đời thì đó là núi linh. Vì vậy cho nên đất nước Việt Nam chúng ta về mặt tiền thì có tủ long. Con số 9 là biểu hiện cho âm, và con số 7 là biểu hiện cho dương. Ở dưới thì có cửu long, trên thì có thất sơn, âm dương. Ý muốn nói rằng đây là phải nói là âm dương tương hợp, đây là cái vùng địa linh sanh nhân kiệt. Vì vậy cho nên nếu mà nói 8 núi 6 núi là không đúng, mà phải 7 núi, bởi vì con số này là con số tượng trưng, tức là con số dương, ý chỉ cho một cái sự phải nói rõ là cường thịnh của đất nước Việt Nam chúng ta sau này. Mà Đức Thầy đã dạy là khí thiên liêng, sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng dân bốn bể, thì rất rõ ràng. Thì đấy là chúng tôi muốn nói ở một cái khái niệm như con số 7.
Và tại sao là lại là năm non? Bởi vì năm non ở đây có nghĩa là con số 5, tức là nó biểu hiện cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, là chúng ta nói về dịch học. Và hơn thế nữa, con người chúng ta cũng có năm gọi là ngũ uẩn. Do đó cho nên năm non nó biểu hiện cho năm cái cống cao ngã mạn của con người chúng ta về ngũ uẩn. Cho nên người tu chúng ta phải nhớ vấn đề này. Thì đấy là chúng tôi nói liên quan pháp tu. Còn kỳ thực ra thì năm non tức là năm cái vò cao của Thiên Cẩm Sơn mà Đức Thầy đã dạy. Vì vậy cho nên tại sao mà trong cái bài quy mà Đức Thầy lại dạy chúng ta là phải quy theo các cái vị sơn thần này, tức là các vị năm non bảy núi này, trong khi đất nước Việt Nam chúng ta có rất là nhiều vị sơn thần, có rất là nhiều cái vị non núi khác mà Thầy không kêu mà lại kêu chúng ta quy theo các vị này. Bởi vì các vị này là những cái người đang ở tại Trung ương, tức là đang giữ gìn cái củ quý, đang giữ gìn cái điều quý báu nhất của đất nước Việt Nam nói chung và của người tu nói riêng. Và đặc biệt Đức Thầy chúng ta lại mang một sứ mạng đặc biệt ở chỗ này. Vì vậy cho nên hôm nay trong bài quy chúng ta nguyện năm non bảy núi là giống như chúng ta làm quen, tạo sự thân thiện, tạo một cái cảm tình với Ngài, để mai kia mốt nọ khi chúng ta trở về với Ngài thì chúng ta không xa lạ. Thì tôi chỉ nói gọn vậy, lòng đạo sư gặp. Như vậy thì cũng qua cái sự tìm hiểu theo kinh sách, theo những cái nguồn sách, thì chúng tôi cũng trình bày theo hiểu của mình, nhất là đã định nghĩa được năm cái vị trí của năm non cũng như bảy cái vị trí của đại bảy núi cũng như tên gọi. Thì cũng mong rằng đồng đạo đặt câu hỏi này thì khi có nghe lời chúng tôi chia sẻ thì quý vị cũng có thể có một cái hiểu đúng hơn trong những cái sự lời đồn cũng như những gì đó mà chúng ta tìm hiểu lệch lạc. Thì cũng hết sức là cảm ơn quý vị. Chắc có thể là chúng tôi cũng tạm dừng ở đây. Thì cũng không quên cầu chúc cho cả đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành, để một ngày kia chúng ta sẽ có mặt ở ngay cái chỗ gọi là năm non bảy núi. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.